chào các bạn. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời dẻo mình mua của bác Thân Tùng Solar ha. Mình mua với giá là 1,3 triệu nha các bạn. Đây là tấm pin có công suất là 160W. Đây là chi tiết ngoại hình của tấm pin nha các bạn. Ngoại hình ở đây thì mình thấy các cell thì cũng khá ok, không có nứt vỡ gì ha. Đây, tuy nhiên thì nó cũng có một vài cái chỗ lỗi thẩm mỹ nhỏ nhỏ nha các bạn. Thì vì nó có cũ ha, kiểu như hàng tồn kho. Đây kiểu như keo nó đổ nè, keo nó đổ rồi nó dính ra ngoài đây nha các bạn. Cái này phải cạo ly ha. Đây cũng có một vài cái vết keo nó đổ kiểu như nó làm vệ sinh không kỹ nha các bạn. Này nữa ha. Còn lại thì mình thấy cũng khá ok. Bốn góc thì nó sẽ có đóng sẵn bốn con ốc cho mình ha, bốn con ốc đây để mình treo lên hoặc máng lên nha các bạn. Thì do tấm pin này tấm pin dẻo ha, cân nặng nó rất là nhẹ luôn. Nó sẽ kèm theo một đoạn dây dẫn về jack MC4 dài khoảng 1m nha các bạn. Đây là tổng thể của tấm pin ha. Đây, tấm pin dẻo thì mình có thể dễ dàng, đây mình có thể uống mình gấp gọn là được nha các bạn. Đây mình có thể uống lại nha, đó mình uống lại thoải mái ha. Mình có thể lắp ở nhiều vị trí khác nhau được nha các bạn. Đây là tem thông số của tấm pin ha. Mặt sau của nó chỉ là một tấm nhựa đen thôi ha. Đây là thông số chi tiết của tấm pin. Tấm pin có công suất là 160W. Cái volt của nó là 16.8V nha các bạn. Cái dòng của nó là 7.14A. Cái volt hở mặt là 20.16V. Cái dòng làm việc thực tế là 7.44A. Đây, tấm pin này tấm pin LED A ha. Tiêu chuẩn chống cháy ở đây là LED C ha. Tiêu chuẩn chống cháy cao nhất nha các bạn. Đây. Kích thước của nó là 1130 x 680 x 2mm. Cân nặng chỉ có 2kg thôi ha. Khá là nhẹ nha các bạn. Đây, tấm pin rất nhẹ luôn ha, mình cầm một tay thoải mái ha. Giờ mình sẽ đem ra ngoài trời và test hiệu suất của tấm pin này nha các bạn. Giờ mình sẽ test công suất thực tế của tấm pin này nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đo điện áp hở mặt của tấm pin ha. Điện áp ở mặt của tấm pin là được 19.5V nha các bạn. Giờ mình sẽ thử đo cái dòng ngắn mặt của nó luôn ha. Đây, cái dòng ngắn mặt của nó thì được 6.3A nha các bạn. 6.3A ha. Đây. Được 6.31A. 30.31A nha các bạn. Thì theo thông tin trên theo tem sản phẩm á, thì cái dòng ngắn mặt của nó thì được khoảng 7.4A ha. Ở đây thì mình đang đo được là 6.3A nha các bạn. Giờ mình sẽ test cái dòng thực tế sạc vô thiết bị nha các bạn. Đây, ở đây thì mình đang ở đây thì mình đang có một khối pin 4S mình đang lắp trong cái bộ chạm điện mini này của mình nha các bạn. Đó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một bộ sạc Super vàng qua một con wattmeter thì mình sẽ đo thử cái dòng thực tế khi sạc vô được bao nhiêu nha các bạn. Đây. Cái volt của khối pin mình hiện tại là 13.3V ha. Đó, giờ mình sẽ kết nối vô con sạc Super này nha các bạn. Ở đây thì mình đang chưa có jack MC4 sẵn ha, nên mình sẽ cắm dây trực tiếp vô nha các bạn. Trên con wattmeter nghe nhận nha các bạn. Đây, volt nó đang là 17.2V ha. Cái dòng nó đang lên nha các bạn. Đây, cái dòng nó đang lên từ từ ha. Hiện tại đang là 3.2A. Mình để một tí nữa coi nó lên được bao nhiêu nha các bạn. Rồi, nó đã lên hơn 5A nha các bạn. Đây, 5.3A vậy ha. Còn đang tiếp tục lên nha các bạn. Rồi,
5.8A nha các bạn. Nó đang đứng ở mức là 5.8A ha. Cái dòng thực tế sạc vô thiết bị của mình nha các bạn. Nó có pin này mình có 4m ha. Nó nãy điện áp của nó mới 13.3W thôi. Nó vẫn chưa đầy nha các bạn. Rồi, nãy giờ mình sạc cũng tầm 10 phút rồi nha các bạn. Cái dòng nó thì nằm quanh quanh khoảng 5.7, 5.8A nha các bạn. Đây, tầm 5.7, 5.8A ha. Đó, thì mình sợ nó khi nó nóng lên cái dòng nó sẽ giảm xuống ha. Nhưng qua 10 phút thì mình thấy cái dòng nó chưa có giảm nha các bạn. Ở đây thì mình đang nói dây kiểu vậy ha, nó không có chắc chắn ha. Nhiều khi thì cũng do cái điểm tiếp xúc này không tốt nên cái dòng nó chưa phải là tối đa nha các bạn. Rồi, với giá thì khoảng 1.3 triệu trong tấm pin như vậy ha. Công suất nó như vậy thì cũng tầm khoảng tấm pin khoảng 120W nha các bạn, 20W loại tấm pin thường ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình ha. Nếu thấy những chia sẻ của mình hay vô ích, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào các bạn.